chào các bạn. Trên tay mình đang là cái ổ cọc xe Ford 3. Thực ra nó tên là Ford Series thôi, nhưng mà có số 3 bởi vì nó chạy trên cái giao tiếp SATA 3, nó hỗ trợ giao tiếp SATA 3. Và cái ổ này có dung lượng 240GB. Cái ổ Ford Series 3 này là một trong những cái ổ có tốc độ cao nhất hiện nay. Máy nó được sản xuất ở Đài Loan. Cái hộp rất là đẹp. Thì mình khi mà mình mở ra thì nó chia làm hai cái ngăn riêng biệt. Ở dưới này, cái ngăn lớn hơn, chúng ta sẽ thấy cái ổ ESD. Còn cái ngăn nhỏ hơn thì bạn sẽ được tặng một cái khay. Khay này dùng để gắn vào máy tính để bàn. Và nó sẽ biến cái ổ 2.5 này thành cái ổ 3.5 inch. Hết rồi, chúng ta không còn gì nữa. Thì cái ổ 2.5 này được bảo vệ trong một cái miếng nhựa để chống tĩnh điện, có thể làm hỏng cái ổ flat. Ta sẽ mở ra. Những cái ổ SD này được nhét ở trong máy và hầu như chúng ta không bao giờ thấy nó. Nhưng mà cái ổ cọc xe Ford này vẫn được thiết kế rất là đẹp. Nó vẫn có những cái đường vân của kim loại, của nhôm, giao tiếp SATA 3. Tốc độ lý thuyết của cái ổ cọc xe này, nó có thể đạt được tốc độ ghi là 550m byte một giây, và tốc độ đọc 550MB một giây, và tốc độ ghi 520. Thì đây là cái ổ cao cấp thứ nhì của cọc xe hiện tại. Nếu mà bạn muốn thì có thể mua cái ổ cọc xe GT. Cái ổ đó sẽ nhanh hơn một chút, đạt 555MB đọc và 525MB ghi. Đây, cái ổ của chúng ta dùng chip điều khiển của Sanford. Còn cái ổ GT thì chip điều khiển là chip của Marvel.